gì anh? Chấp làm không anh? Chấp làm không? Chạy cái gì ạ? Cái máy đầm. Máy đầm. Đang chạy nó mất hay là để lâu không chạy? Để lâu rồi, 2-3 năm rồi nó không chạy. Bây giờ anh đem xuống anh chạy đu tôm ha. Đúng. Máy đầm đấy ha. Đây quá trời còn quá nhiều đồ, không dám mà lãnh ẩu lên ẩu không rồi. Rồi cách yên luôn. Rồi ra. Bỏ bên bỏ trong. Trong cái xe luôn, trong xe kế máy xăng kia luôn. Cái boa này sao anh mở ra? Yeah, nó mở ra rồi nó mất tiêu hai ngóc rồi. Cái áo trước là ở nhà ha. Rồi. Anh ghi số điện thoại lại đi, anh liên lạc lại. 0915. Mai thì hả? Lo làm này. Anh tên gì? Thành. Anh Thành ha. Anh Subaru. Này Subaru 18BG anh ơi. Này Subaru 18BG. Dạ. Subaru cốp xéo. Anh kể dính còn ghi lên máy nữa. 0915. Đi trên đại chứ, trên nào. 674. Rồi được anh ơi. Dạ. Cái gần đây hả anh Thành? Anh đã qua trạm chút rồi. Dạ hả? Làm gần nhà chỗ kinh doanh đó. Dạ. Làm riêng ha, không có làm cho công trình ha. Dạ. Rồi, Subaru 18BG chỉnh lửa. Một chơi lẹ. Thấy chạy ngon quá rồi sao lại tiệm nữa rồi? Thấy chạy im quá à, đùng đùng mà lại đây nữa làm gì? Chết ngựa tụt mắt nữa rồi. Rồi gãi hộp số này là ngán như đấm nè. Tụt ngàm ơi. Tụt ngàm hộp số rồi. Số nóng là mất tiêu thôi nè. Tụt ngàm nó phải gã hộp số nữa. Số này hàng từ lưa trên gã là đã nha. Lâu không? Lâu. Alo. Em muốn nước. Em muốn nước có gì nữa. Tụt hộp số. Muốn nước làm không có lâu mà hộp số làm lâu nè. Cả ngày trời. Mai rảnh không? Mai nghỉ ngày đi. Rồi cuộc dây đêm mai, bỏ đây đi. Xách tay quay lên. Bắt đầu nhớ nè. Chỉ có thằng Dĩ mới biết cái tay quay để chỗ nào thôi, chứ mấy thằng kia lại là bó tay. Quay thôi là không thấy. Đây đây, đưa đây.
đưa cái đầu đó đây đang ta. Đây là đêm 30 này nha các bạn. Cái máy này của mình riêng hay là của máy kia luôn hay gì? Bệnh viện hoài nữa máy này. À, hết hư đầu máy rồi tới cái hư cái đuôi máy. Cái máy này là hôm trước mà gỡ ra thay ron lắp ráp nè các bạn, tới giờ chưa hư nè. Bữa nào chắc tha luôn cái đầu máy đó. Giờ thử khúc đầu gì nó hư khúc cuối với khúc giữa đó. Lúc rồi bắt đầu khúc cuối giữa hai xong là bắt đầu trả lại khúc đầu tha luôn. Sao rồi hôm nay chở nhiều không, sao nóng dữ à vậy? Có lên miếng nước đâu lâu mà không. À, quên ha, không có muỗng nước bây giờ nóng lộn lộn. Quên quên các bạn ơi. Cô boy còn ngủ sao mà không nghe kêu ơi ta. Chứ mà bữa đây là kêu chứ lắm à. Mốt lấy nghe gì? Mới không còn nghe gì? Chiều rảnh tháo ra mới làm cả ngày trời đó, chỗ đó, đó. Mỗi lần tuột. Ngán quá trời đồ cổ rồi. Không hà sao được, chịu đâu nổi, nó tuôn hết trơn trống rồi. Chướng kìa gì? Vậy ai rước? Nước kìa. Nước hoài không? Hoài hả? Ừ. Xe này, cái máy này là sáng không có tôi gắt rồi. Không có tôi gắt thì bị hở bạc gì đó. Năng nhớt quá trời. Hoài phải lần hoài xe xe lưu á. Xe lưu hả? Ừ. Ủa hồi sáng qua hay gì có cái máy giống gì nữa mà ta ừ, phải không? Ừ, cái kia sửa rồi mà giờ tới cái này hư. Vậy hả? Ừ. Thôi mấy anh. Anh bị chịu ra lấy kịp không? Coi coi anh ơi. Cái này là cái động cơ gì đây? Này, à. Cái này cũng hồ cắm đạo nữa nè. Công, công trình chơi chơi máy cũ không ta? Đi mà chơi mấy gã tiền không ha? Nó làm sao nó nói sao máy này nè, máy này hồi sáng nó có gắt nhưng giờ nó có lại không ừ. Với lại nó bị hở bạc khối ra ăn nhớt. Trời ơi vậy là bữa nay không gọi đổi cho bạn ơi, mời á, mời là chị mời ha, ra khối là phải gỡ ra cả máy rồi. Ừ, nó là nhớt ngày nào cũng phải chăm luôn đó, lên nhớt ra khối trắng đây nè. Ừ. Đúng không, giờ chắc này giật chạy không, giờ này giật chạy á, chạy mà nó ra khói thôi ha. Ừ, sáng sáng nó chạy nên đi sửa sửa cái tôi giật ra cái này. À đi rồi nó đi sửa hả, là nó sửa hả, ngoài đi sửa hả, tôi chở cái này nè, sáng đến chở ra đây sửa mà tôi giật nó mới thấy nó chạy mà quá trời lên khói luôn ha. Ừ, sửa luôn rồi nữa, ai lấy, anh lấy hàng hoài lấy, tôi hàng hoài lấy cũng được vậy ha, để vào đây hoài làm đi, có số điện thoại hoài phải không, hình như không biết còn không biết nữa. Có gì là điện với nó ha. Máy này nó mất giảm áp rồi chơi nè, tôi gắt dữ lắm luôn nè máy này nè. Phải không? Đúng không? Sao? Máy này là tua gắt dữ lắm nè. Giật nó chả lắm. Rồi đúng rồi. Chả cái cắm đầu luôn á. Ừ, đúng rồi đó. Cái máy kia đâu có. Ừ, kia giật nhẹ nó chạy hả? Dạ, giật nhẹ chạy, chạy giật nhẹ phát chạy phải không? Rồi, ok. Rồi, cái máy này tôi giãn lại nó, giật cái nó kéo xuống cái ừ. Thở khớp luôn. Mấy tay mũ mà giật lớn quá là tét cái tay luôn đó, cái máy này nè. Nội lắc không là biết rồi. Nó bị hư cái giảm áp chổng rồi. Gỡ ra coi hư gì làm đó ha. Rồi, ok. Cái xe này có công trình con chú này, cái chiếc gì không biết luôn hả, chiếc quên chiếc nữa à, cái chiếc gì chiếc 107 mà dạng mà lắp ráp mà có gì gắn vô đấy. Trời ơi sao 107 lắp ráp rồi hả, cái đèn này thì cái bình bông để vô gì nè, giờ on nè. Ừ. Có đồng hồ hiển thị. Trời ơi đồ cổ lấy còn cho ăn đây đi ha, chị nó thấy rồi. Rồi để đâu cũng được. Trời ơi cái này 107 lắp ráp nè, cái bình này đâu phải bình của nó sang này nè. Lắp ráp rồi. Tôi mới nhìn tôi tưởng là chiếc Win mà đời đầu không à. Đó rồi, 37 mấy số? 3 số. Rồi 3 số hả? 3 số dòng hay gì? 3 số kêu bằng CD hay gì đó. Vậy hả? 1 tới 2. 1 tới 2 lui á. 1 tới 2 lui hả? Trời cái bình xăng rút cái bình xăng này mà quá trời, bình xăng đổ luôn. Nha. À. Quá dữ. Ủa xe này chạy với ô chạy quá ta, ơi không quen không chơi chạy con ta rồi, chạy con ta ghê quá các bạn, để vô số sống luôn. Trời ơi mấy anh này
gặp xe nào đi xe đó, ớn quá. À, giờ mình bữa nay mình sửa tiếp tục sửa cái máy công trình nữa. Công trình cũng như khoái mình thôi vậy. Máy hơi đem vô sửa nữa. Đồ vô các bạn, không bài. Ở đây đi, có rảnh giải quyết này. Bây giờ mình tiếp tục công việc. Đó nè, cái cảnh mà đem máy lại mà không có thông báo trước nè, giờ phải trang chút gì nè. Cái chạc này chạy ông Phường hả vậy? Trời sao giờ tệ dữ vậy ta? Đụng quá đụng mà chóc mỏ chóc lá lum cho rồi. Cộng dây dưới có xả ra không Bình? Hả? Ơi. Chứ khi được ít ra có số điện thoại phải điện ở lúc này rảnh không được. Cho nên đem cái đem ra hả? Này là chết người nữa các bạn, chỗ nào đâu nữa mà đem lên nè. Thôi kệ đem lên đây, bỏ đại trên mấy cái góc cột này đi. Thôi giờ qua Bình ơi. Qua làm gì nữa? Qua đây nhấc cái máy này bỏ lên cái góc này. Rồi. Cái máy bên đây thì bỏ lên góc cột này. Để nó đi, chừng nào làm lấy xuống mình làm. Đừng tới nữa bạn ơi. Ông bỏ bên đó giùm tôi cái đi ông Bình đó ông Bình. Có đó có đụng chạm gì đâu, thiệt tình cho bạn mình chứ. Trôi đâu mà trôi, không biết nước xuôi mà. Trời ơi. Hồi gãy chân vịt nữa nè. Sao rồi cái máy này đưa lên là làm luôn hả sao lỡ rồi? À, cái này Giang Đông nè chứ ở trên đâu nghe, máy này lâu lắm rồi nè, mười mấy năm rồi. Chưa sửa hay gì nè. Chẹt này là chẹt máy xới của 4022 chiếc Fiat đi, cái này được không Bình? Không. Không. Được mà đậu ở trên cạn đó phải không? Nói không? Chở đi tới bển nó chạy. Chiếc Fiat 640 mình sao rồi? 640 hả? Hả? Chiếc Fiat là sao rồi? Để cho gà đẻ. Hả? Để dành cho gà đẻ là vậy nữa. Không có gà đầm ha, nhỏ gà không hả? Không. Ừ. Ủa, chiếc này đã ta. Ơi ơi. Không ngờ chiếc này nhận hai cái D là D cao phong không nha. Cái D nãy gì giờ mà. Đây nè. Trời ơi, tôi chạy máy đâu có phản phản được. Ơi ơi, đây nè. Xuống rồi. Các bạn, tâm nhỏ không nè. Lâu lắm mới gặp được hai cái D rồi lắm cao phong nha, như là cái chục năm nay đó. Đây 15 cao phong thường thường lại sửa một cái là thấy ngựa rồi. Cái này hai cái luôn. Cái này là của ai chứ cô ai? Em cái này nè. Rồi cái này bên này. Của đó cùng Bình. Ủa? Bình hả? Của em cái này, cùng Bình cái này. Biết là tao sửa cái phong cho ngon ha, cái Bình sửa cho sao. Làm kia trước đi, cái này trước đi. Em gấp chấm rồi cái nữa. Anh có làm của cái của em trước, còn cái này để chừng 5 2 năm nữa làm cũng được. Cái này đâu thấy để chữ phong đâu. Nè, để hai chữ tạm là tại anh không biết vậy chữ hả? Tạo á. Dạ không biết chữ. Trời ơi. Để Thanh Phong đó hai chữ. Thanh Phong đó, hả? Chữ này chữ Thanh chữ Phong hả? Ừ. Nè bạn YouTuber tôi là có người biết tiếng Trung Quốc đó, đừng có nói chơi nha. Rồi sao nè? Coi như có thì cũng đem lên luôn không? Thì cũng phải cũng phải đem lên chứ. Ý em nói là để cái nào ở đâu đâu á anh sẽ làm á. Coi như là cái nào có chữ mình tính gì đi, cái nào có chữ là của ông Phong, cái nào không có chữ của Bình vậy đi. Đó là mười chừng nào mình có quên cái mình lật video qua mình coi lại lần biết. Nhấn lại Phong ơi. Đó, ế buông ngừng cái đi rồi, lên. Lên luôn. Có lẹ chút. Ồ. Nè. Nói nào. Bỏ đại đi luôn đi. Bỏ đại xuống Bình. Rồi bấm xuống rồi. Rồi xuống nữa. Đẹp xuống cái kia.
Ở kia để sau. Ở kia nữa cha toàn tan đây chịu nhờ đem hạ xuống dưới đó đó. Tao có dây rồi, khỏi gỡ dây. Dây làm gì? Dây bao la mà. Ờ, sướng lắm, sung sướng lắm. Coi ơi, rồi mùa này chắc mượn chẹt này đây luôn quá. Có máy nhiều đem lại bỏ lên chẹt hết. Xà máy nè các bạn, nhìn nè, xà máy nè, bỏ ngoài đồng ngoài xá nè, bô e không đầy lại luôn nè. Này còn gì máy không? Nè, ốc bù vàng đẻ luôn nè, trứng nè. Rồi, thành con luôn rồi nè. Nhưng mà mấy máy này làm gọi là máy chống trộm nè. Má hôn mình. Mở nó lấy trơn rồi, chống trộm là có nghĩa ăn trộm lại khiêu nè. Thấy không? Khiêu khiêu đâu rồi, đâu còn rồi. Chạm. Máy nào? Máy 16 mắt nữa hả? Trời ơi. Bởi vậy là nhớ là không nên mua đồ ăn chạm nha. Đâu mua đồ ăn chạm đâu. Còn có không? Đâu có. Ừ. Em nói giờ không có chơi đâu. Thôi, thôi. Là cái nghĩa là mình mua của người khác thì người khác sẽ mua lại của mình. Cái gạt te này chắc tiêu rồi quá Phong ơi, chắc thai quá Phong. Cái này là nguy hiểm nè, tiềm ẩn nè. Ừ. Đó, tới tuổi rồi đó. Sửa mà cái sao làm xong cho nó chạy được thôi. Gánh không Bình? Anh rảnh không? Rảnh không? Ở đây đi lắm ba lan giùm. Trả lại cho chú. Cái này làm trước nè. Đi chỉ trước đi. Đó. Rồi được rồi Bình ơi. Được rồi, chiều mới đem vô. Để đi luôn hả? Treo vậy hả? Để đi nó rớt không? Dạ. Mấy vô trong rớt cái vỏ là sao? Là khoảng bao lâu? Cái này 2-3 ngày em lấy được. 2-3 ngày không gọi ạ. À. Ít chuyện phải 5 ngày em ơi. 5 ngày ha. Ừ. Ừ 5 ngày. Ơi, biết gì nãy nó 10 ngày đi. Tại vì chảnh không có máy cái ruộng chảnh nó bò đổi về đây mà. Em đổi về đây nhưng mà đổi về đây thì cái trên đây mắc đó. Giờ chảnh không có máy bơm. Mà giờ này đang đưa đi cánh nào nè? Mày đưa cánh chảnh luôn. Là lên kinh cọ hả? Cọ cánh cọ đó. Cánh cọ. Ờ, nghe nó chảnh là ở đây đó ha. Ừ, kinh hả? Tưởng là thuốc ở trên kinh cọ nó chứ. Kinh cọ này em đổ về đây rồi. Ừ. Thì chỗ nó mát rồi, đâu còn máy nữa đâu rảnh. Thì làm cái này phải đặt mấy máy này đi. Máy bơm mà mướn rồi sớm giờ điện không được luôn, không máy luôn. Mà qua hứa còn giờ điện không máy luôn. Rồi mấy dặn mới chở nó đi đó phải không? Dạ. Ừ. Chạy đi. Rồi đi đi năm rồi đó em chạy chạy ra. Thôi giờ mình lấy hết trơn đồ máy đó mình lắp qua máy này đi rồi chừng nữa máy đó làm sao? Cũng được nữa. Ừ mà máy này lắp qua máy này. À, rồi. Cũng được nữa. Mà tính gì mình lỗ không ai lắp ra đồ cũ không rồi nữa lắp qua đồ mới đó không được. Này lắp qua đồ này. Nó chơi để tranh thủ làm này cho. Rồi vậy. Ừ. Cái nào xài được xài còn xài không được thì anh cứ xài lại hết đi. Mới lại hết đi. Điện thoại nữa. Đây đây. Làm cho nó nhẹ. Đây. Trời ơi. Nhà quay ha. Dạ cho nhẹ chút chứ mềm chút chứ đi. Ừ. Hình như ai cũng muốn vậy hết. Vũ nữa đổi cái mô ly này nhỏ lại được không Vũ? Sao không được? Đổi lại cái mô ly nhỏ cho gió cho nó mạnh mạnh rồi. Được chứ. Chạy nóng máy hả mẹ à. Mà hồi lúc trước cái máy mình nó chạy sao? Thằng này nè. Dạ. Thằng này trước nó chạy sao? Thì lúc trước nó cũng chạy bình thường nhưng mà rồi em đặt cái máy ấy rồi thấy nặng nè quá em bỏ nó ra đó. Bỏ ra bây giờ đây lông ảnh nó chín thấy giờ có cái thay gì thay vỏ thôi ruột lại coi kiểm tra cái này thì theo thấy là coi như là thay thay lốc nè thay nắp thay bánh chớn thay cốt là chạy được đó thay vỏ vậy đi cho để coi thử qua cái nào còn được xài không.
để nó bỏ ngoài đồng rồi làm chi cho quá, chạy miếng có lên nước là được rồi. Rồi vậy anh vô. Ừ. Vậy nha. Chạy đi kiếm mướn người đang bơm nè. Em lấy máy phường bơm F6 đó. Máy phường đặt chỗ cái đặt nó chơi rồi. Đặt nữa rồi. Trời ơi. Đó rồi. Để đem cái này. Vậy mà nãy có 3 người mà dám hai máy lên đó hả? Trời ơi. Chẳng sống hết quá phong. Để cái tè cái có chút xíu đó nữa. Ừ. Nổi còn lấy 3 người tiếp chào quá là không nổi. Đừng so sánh với nó ngà đuối à. Không nếm cái này kéo lên tiếp coi. Lại mũi nếm này kéo lên giùm cái coi. Nếm nào? Chắc nè. Ừ. Lên đâu? Kéo lên là tôi đây tôi bút lên được hả? Rồi. Xô đi rồi kéo lên. Rồi, ok được rồi. Được rồi, cái gà xíu cái gà tấp vô. Nãy bình làm gớt cái gì phải không? Ai biết à? Yeah. Vậy rồi hồi nãy lại không gặp người ta muốn đổ thừa chứ. Đó, sẵn xuống đây xử con này coi. Này nè. Này nó bị bệnh gì qua mất tiêu hôm qua nói à. Nó bị chép gãy dịch. Gãy muôn nước. Gãy muôn nước chứ tuột hộp số. Qua chạy không bệnh? Chạy không? Trời ơi, không chạy đang sửa luôn nha. Rồi cũng được ha. Từ chối mà thiệt các bạn ơi, nếu mà thật sự mà cho mình hai trước mình đâu có lạnh quá trời nó đùng rồi nó chơi giờ nó lại đại cho hết chỗ để luôn rồi. Mấy máy này thì mình nó nói vậy chứ mấy máy này có thể mình treo ngoài được các bạn, không ai lấy nặng nề thôi có bỏ ngoài này luôn, đóng là đóng từ cái khúc này trở vô thôi. À giờ tiếp tục công việc nữa nè các bạn. Này là mấy giờ anh sao? Mấy giờ hả? Lộn xong đúng không? Cái này mấy giờ rồi? Mới 6 giờ, 7 giờ gì? Ừ, mới 6 giờ, anh Sáu lại anh gõ cửa nè, ông này nè. À, lại gõ cửa lấy máy. Ngày tối sao ông lấy? Lấy gì vậy? Vậy hả? Ừ, 6 giờ sáng mới lấy. Sáng ta đang ngủ ngon, lại gõ cửa đùng nè các bạn. Chưa kịp đánh răng nữa, xuống giờ cái máy giờ. À, anh Sáu nè. Nhưng mà ông Sáu đâu có chạy phải không? Ra cho thằng đệ này chạy, đệ này làng dĩ nè các bạn. Không mày thấy không, 5 giờ tôi ra. Ừ. Quy định 5 là 6 là. Vậy này là trong cái video mà sửa cái máy D30 đó các bạn, ngồi nó dặn hai thằng rút cái nắp lá không ra đó thằng này nè. Nhưng mà thấy tình hình là bật cái máy không lên rồi. Kéo đây chút xíu nè em. Tại vì bật cái lục bình nó cắn vô cái đuôi tôm mày. Không ra nổi. Mày ra dán này đúng. Hãy
Dắt vô bậy bậy bậy. Rồi rồi cái ga dùm dùm cái xe dùm cái đại ca. Bỏ trước Tết này cần Tết rồi đó anh và bạn. Phải không? Ừ. Mình ơi. Cái này dĩ nó đang kéo cái... kéo vô đặng gỡ cỏ nè, gỡ cỏ mới bật cái đuôi lên được các bạn. Chơi đâu. Vườn qua làm gì với ống dây gắn lùm lùm cho hả? Cái ống dây mà gắn vô cái bơm gì ngược ngạo là sao? Ngạo lắm. Hả? Trời. Ống dây nước. Ồ, sao chưa nó ơi. Tôi xoay lên dĩ ơi. Có nết đâu mà nên. Dím vô dĩ ơi. Đó, cái thảo bông cát chạy giả ma các bạn. Đắt mà mấy. Chạy nước ngược kìa anh sao? Đắt. Đắt hả cát? Đắt. Đắt ở đâu trở về? Lò gạch, không lấy dụng kinh luôn, mấy bộ kinh cao quá đó. Bộ que nó mất. Rồi trở về làm gì? Lò gạch. Trở về lò gạch lấy nè, làm gạch đó hả? Ừ, tiếp lại, về tưới nước, giọng lại, sửa nó mất. Ờ, đất bởi kiểu mà làm gì sao? Tưới nước vô. Hả? Ừ, nó lắp nền, lắp đầu nó không chừng. Tưới nước vô nhẹ lại. Ok, gì là khoảng nhiêu tiền? Đường em ơi, hôm làm tới 11 giờ luôn đó các bạn. Chết ngựa em ơi, đóng muộn nước xuống chút mới được, đóng muộn nước xuống chút mới được. Bỏ cốt lắp đúng không hả? Sợ ve lại ruột cái này nè. Rồi ve lại ruột cái này nè em ơi. Giờ lấy lên đồ, anh Sáu lấy dùm cái búa ơi. Gõ chân dịch xuống thử nó đụng cái muộn nước hay không. Búa bự nha. Cứu kỹ ra làm gì? Rồi, gõ gõ chân vịt lui ra coi nó đụng có muỗng nước không vậy? Gõ vịt lui ra thử coi. Rồi, đụng muỗng nước không? Khích quá. Gõ cái muỗng nước xuống em. Ba cổ kiền này nè. Rồi, cái kia, cái kế. Rồi cái dưới rồi gõ cái cây á. Đó, này nó gõ hoài biết các bạn, gõ đơn lực một cây là đâu được mà phải gõ lần chút chút vậy đó. Sáng cà phê phá gì chưa? Chưa hả? Được chưa em? Phải từ trừ hao cái độ mà tới lui nữa. Rồi qua dặm luôn, ba dặm nó gì? Dặm luôn em. Hỏi được nhiều. Hả? Không, không, nó ấy thì gõ chút xíu rồi đi, tháo lâu lắm em ơi. Rồi gõ mau hơn. Đó, xuống một lần chút. Ba cái gì nữa được rồi, em thắng cái tiếng hồn. Chưa? Ừ. Đó thử lại rồi. Xuống là dữ lắm á. Xuống nãy giờ có 5 ly rồi đó. Thở nhiều rồi. Rồi được rồi, ok. Để đi em ơi. Rồi anh Sáu nãy cầm búa xuống thì giờ cầm lên. Đó, thấy không? Đừng tưởng anh là ngon nha. Anh chứ nhiều khi kẹt kẹt cũng sai được đó. Bây giờ mạnh lên luôn á. Sáu ở đây nha, nó vừa có gì tao quay tiếp nha. À, thì cái động cơ mà đem ra đây là các bạn là hôm nay là làm cái hộp số nè, xong hết trơn nè, hồi suốt đêm hôm nè. À, ổ đạn đồ gắn đồ hoàn toàn hết tum đồ bọng rồi, con lành dây cu ro đồ thẳng thớp chân đó. Nhưng mà nó còn vấn đề là xị bình nước này không ấy. Nhưng mà nhớt máy thì cũng thăm gọi luôn các bạn, đầy đủ. Ở đây cái gì thiếu là làm hết trơn. Chỉ có quay chạy không, không biết quay chạy hay không nè. Sao thì thở cái dây mũi rồi.
này thì chết rồi. Đây, mình để mình lên chứ, kéo vô vậy chị. Kéo vô. Bắt đầu lục bình nó trâu ra cảnh sáu, lục bình nó trâu ra kìa. Đó, giờ mình bước xuống nha, bước anh sáu bước trước đi. Đây. Giả dây là mình trâu là mình xuống luôn đó. Đó. Đó, giờ xuống rồi nè. Nè, né là gì? Né né nè. Đó các bạn. An toàn rồi đó. Để con chỉ nó gài bến hay về gấp gì? Đó. Giả cái đầu dưới em ơi. Đó, ham. Sáu là chuyên gia vậy đó, anh Sáu mà gỡ không phải nhân dĩ đâu. Anh Sáu gỡ không được là lấy đồ cắt dây bỏ luôn á. Ừ, cái này nè. Ừ, ghê lắm. Để còn em nó ve được không nha, giác ơi. Làm sớm mới làm, phải thử mới được. Bắt đầu. Rồi luôn anh ơi, đầy đủ hết rồi. Ừ, này nó tới luôn, nó không ve các bạn ơi. Mình tính nếu mình lên ve lại, còn này nó lũ lũ, nó lái, nó lẻo, nó tới luôn. Vậy nè, các bạn coi máy của chị, cửa hàng vật liệu xây dựng chạy này nha, tối ra một chút luôn nè. Đó, để bà mười ra. Đợt khoáng này chị ngon mẹ, đợt khoáng trước đủ mày bỏ đi. Lấy chưa? Giúp vỡ hả? Sáng tặng cho anh Sáu cái thùng để vệ sách nước. Ừ, tắm rửa gì hả? Mày không có tắm hay gì nè? Tắm nước là nhà mà nước giếng không à? Vậy hả? Ờ, cái thùng đó là chứa nước phải không? Dưới phan lên đó. À, cái xe này xe của ai? Xe này xe chính hả? Xe này sáng thì đâu tưng tưng đây hả? Dạ bữa đi ăn đám cưới đây nha. Tới đó nha, có mời không? Có. Ừ. Nào đi nha, hú tôi nha. Ơi ơi. Sáng cà phê cho các bạn, mình chắc là mình chưa thích nữa. Tối là quá khuya quá đuối. Tối chạy chiếc xe, phụ mày xúc bánh lướt nhà người ta luôn. Ai? Tao. Xúc bánh nào? Đâu rồi, xúc này nè. Xúc bánh xe hả? Biết người ta biết bao nhiêu người ta chạy không xúc, ta không xúc là sao? Ủa, kệ nó đi anh ơi. Trời, đạp ở đây. Trời ơi. Địt ngược nữa. Rồi tới luôn. Vậy là buổi sáng sao xong cái máy các bạn im xuôi. Không im xuôi được các bạn, mình đã chỉnh trọt đàng hoàng hết trơn này. Vậy là phải chạy thôi.